Em đã quay lại kênh của mình ha. Thì mình vừa mới nhận một chiếc xe nữa, thì chiếc xe này nó đã bị lấp rồi, thì chủ xe muốn là ốp 60.3 luôn, thì đường nào cũng lấp rồi đúng không, phục hồi đầu lòng, làm lại phần đầu lòng rồi kiểm tra lại phần gen, nếu mà không ok thì có thể là che máy ép gen lại. Thì mình sẽ nổ máy, tiếng máy cho anh em nghe thử, tiếng mà trước khi làm ha. À, rất là khó nổ máy ha, cây cao dữ. Rồi. Đó, anh em nghe tiếng không? Tiếng bên trong nó kêu luôn. Đấy. Cây cao quá. 3.000 luôn. Chung là xe này bị lỗi khá là nhiều. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ hạt máy xuống rồi rút ra làm 60.3 luôn, coi lại gen nào như thế nào, nếu không ok thì che máy ép gen luôn, thay tay goma rồi thay phim mặt nạ bên trong lốc này cho nó êm hơn ha. Rồi thì rồi cái gì mình sẽ làm cập nhật tiếp cho anh em xem. Thì tính cái xe này bị lấp rồi, nó bị hách nhớt mà cho người ta mượn mà chạy hách nhớt, mà đến lúc mà chạy cái bao lên mấy trăm km xong rồi về nhà cái máy nó kêu như mấy cây luôn. Thì anh em nghe rõ là tiếng kêu sọc 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 bên trong không, là coi như là bị lột rồi. Ok, chào 500 anh em. Thì cái chiếc xe này hôm bữa mình có cho anh em nghe tiếng máy nó bị lấp lột phần bụng gen. Thì dự kiến là làm 60.3, rồi chủ xe có báo cho mình là che máy thay vật đạn rồi thay tay Uma luôn. Thì đây nè anh em, tay Uma Racing đó, bao kéo bao dợt đường phạm đồng luôn, không có sợ bị gãy lúc đó. Thì mình thay là mình chấm tích đồ lại cho nó bài bản, không bị xây máy gen. Rồi full máy thay bạc đạn hết ha. Thay bạc đạn lóc SKF, mình toàn xài SKF thôi. Lâu lâu mình xài NTN thì tùy anh em yêu cầu. Rồi thì giờ thay, mình ráp sang bộ số này. Quay nhẹ nhàng mượt mà đúng không? Dưới anh em lưu ý là canh cái tè chính xác, còn nếu mà không canh tè chính xác nó sẽ rung như là cái máy cày luôn á. Rồi thì cái phần bụng nó chỉ có đơn giản thôi, gen tè với cái phần của cái bộ số. Thì tiếp theo lên trên phần đầu lòng, phần lòng nó thì sấy lại lên cốt trái 60.3, canh nén khoảng 12.5 ha. Thì mình có dốt bít tông, móc mắt bít tông rồi theo cái tỷ số nén là 12.5 ha. Trái bít tông chà bá luôn á, bự nè, trái bít tông bự. Rồi thì tỷ số nén lên 12.5 thì lực máy khá là lực, dàn hơi cực kỳ căng. Lên trên tí nữa thì có cái đầu bị lúp ha, cái đầu này bị lúp. Thì cái cam á thì chủ xe không muốn xài lại cam zin, thì đi cam đồ chơi thì có cái cam TA, thì từ từ mình sẽ lúc mình quay góc cam mình sẽ quay tiếp cho anh em. Thì lúp thì bên mình làm nhiều lắm, phục hồi hai nắp chụp này thay cái nắp chụp, rồi đặc biệt là đầu này móc khúc xe nha, móc khúc xe, móc chà bá lửa luôn á, đây móc rộng này, tăng cái lưu lượng nạp xe cho nó mạnh lên, rồi chạy cho nó phê ha, chạy cho nó phê rồi đi tua rồi cho nó đã. Đó là mục đích làm xe là vậy. Làm 60.3 thì cái cc nó lên khoảng 165, nhưng mà khi anh em test dyno này kia thì nó sẽ đạt được cái thông số là khoảng cỡ 20-21 HP gì đó, đại loại là vậy. Không có mỗi máy đó, mỗi cái động cơ đó, thì nó có một cái công suất khác nhau, có thể trên lệch nhau 1 HP hoặc là 0 HP là chuyện bình thường. Rồi thì kèm theo đó là mình sẽ đi bộ lò xo của BRT, lò xo đầu oval. Thì mặc định là mình sẽ làm cái lò xo này, còn nếu anh em nào có yêu cầu lò xo khác thì mình sẽ làm lò xo khác ha. Thì cái ưu điểm của lò xo này đó là nó mắc tiền, rồi cái thứ hai là cái độ đàn hồi của nó khá là nhẹ, cái nó khá là mềm á, thì nó sẽ giảm cái lực tì lên cái cây cam, thì làm cho cây cam của anh em nó lanh hơn, nó mượt hơn, và nó sẽ làm cho cây cam là đỡ bị gánh nặng của cái lò xo đầu. Thì có nhiều người xài cái lò xo đầu là CBR rồi Uma rồi Red Leo, nói chung là đủ kiểu đó, nói chung là ai thích cái nào xài đó, nhưng mà thấy cái này ngon, mắc, ngon, nhưng mà chạy nghe nó quảng cáo là lên tới 10 mấy ngàn, 15-16 ngàn RPM mà không bị ré là một thứ dữ rồi. Rồi thì kèm theo đó Accor, rồi nói chung là mọi thứ mình làm hết full luôn đó. Còn phần riêng cái phần nồi nữa anh em, nồi thấy gớm không đó, thì từ từ mình sẽ làm xong một máy rồi sẽ đăng cân đo tiền bạc, xong rồi mình sẽ làm lại cái nồi zin cho chủ xe ha. Rồi giờ tiến hành ráp tới đâu mình quay đó. Riêng cái lò xo này thì nó hơi cực xíu, nào cũng bị móc mắt thôi ha, móc phải móc mắt là móc cái dòng bên trong này này cho nó vừa cái chén zin.
Ồ, nói chung là cái này hơi cực xíu. Rồi thì có gì mình sẽ cập nhật tiếp cho anh em vô ha. Rồi, rồi ok. Anh em thì mình đã ráp được cái phần lòng riêng, cái 6.3 là cái tông nó lớn hơn, thì cái mặt của cái ron jean đó nó nhỏ hơn đúng không? Cực cái là mình ngồi mình quét, quét chừng nào nó đạt vừa cái lỗ này thôi nha anh em, cực lắm nha. Còn cái là sau đầu của BT nữa thì người ta bán đó, nói chung là nó sẽ có hơi bót hơn so với cái chén chén zin đó, nó sẽ hơi bót hơn xíu nên là mình rè nhẹ mới đỡ vô cái chén zin được nha anh em. Đó thì mình rè nhẹ xíu, muốn xài nó ngon á thì anh em phải cực công xíu, đỡ canh cái máy nó ok thì mình phải bỏ ra cực công xíu ha. Rồi ok, và ron thì mình mài đây này, mình dọn mình cho anh em nhìn luôn này đây. Đó thấy không, cái ron nó sẽ nhỏ hơn, nó nhỏ hơn cái cái piston, thì buộc anh em khoét cái ron này lớn ra đó, phải lớn hơn là 61 hay 62, con 61 chẳng hạn. Đó, thì đường kính của cái ron phải 61 trở lên ha. Rồi, thì khoét rồi ập lại xong rồi mình sẽ gắt máy lên. Có gì đồ đài nổ máy tiếp cho anh em xem. Ok. Số 1.3 xe này đến từ tương lai. Thì chủ xe thì cũng đến từ một hành tinh khác ha. Xe quá kinh khủng luôn. Mình nói thật, lần đầu tiên mình nhận cái xe chiến như vậy luôn anh em. Thì từ đầu đến đuôi đó là em xe này là bị lột gion lúc đầu, sẵn đây chủ xe ốp 60.3 luôn. Thì phải nói là xe nó chủ xe chơi công nghệ gì, nói chung là hiện tại này chưa có, tương lai nó mới bắt đầu mới phát triển tới công nghệ này anh em ha. Thì dây dầu rồi bánh đồ này cực kỳ nguy hiểm luôn, mình không dám chạy luôn. Thì hiện tại là gác máy lên rồi, rô đai đang nổ, rô đai cho máy nó nhuyễn ra rồi sẽ đi dyno, đi đánh dyno. Hiện tại thì đang là ecogin ha, mình mod lại xíu đó anh em chạy cho nó ok. Còn cái bô này á thì phải nói là nó quá ư là tóm lụm. Thì mình nói chung là mình bỏ người anh em mình móc á, thì người anh em mình có kiến thức là vượt xa thế giới loài người, nên là tầm hiểu biết nó vượt xa thế giới loài người anh em, thì mới móc được cái bô này ha. Cái bộ này phải nói là kinh khủng tóm lụm đó. Thì sẵn đây là vô một cái cổ mới, thì cổ 32 móc ra là lưới 42 bên trong, và đít ra là 27, sorry anh em, đít ra là 32 luôn đó. Thì nổ cực kỳ lực, máy rất lực ha, nổ rất là lực. Nhưng mà cái bộ này nó không có hay bằng cái bô zin anh em. Bô zin đó là nó cái thép nó rất là dày, nổ lên là nghe tiếng bass nó đã lắm, nghe đã tai lắm. Còn cái bô này là cô gì đó, nói chung là không ngon lành gì đó. Thì xe thì chấp quá tầm lum, nói chung là mình cũng nhận những xe này mình làm là mình cũng nỡ mình lắm luôn á anh em. Rồi thì tiếp theo là dàn chân, mình nói là quá tệ hại, rất nguy hiểm, hầu như là không dám chạy luôn. Thì xe up lên thì mình thấy cũng khá là lực á anh em. Thì mình sẽ cho anh em nghe thử tiếng máy ha. Rồi đây, dàn hơi căng cực kỳ căng luôn, lắm dần hơi rất là căng nha anh em á, nổ rất là lực luôn á. Em thấy bụi cây đó thì rồi nói chung là nẹt vừa vừa thôi. Chỗ đây là khu cộng đồng nên là không có kéo nhiều. Thì phần máy thì vẫn vậy thôi. Thì lòng trái ốp lên 6.3 rồi là sau đầu, nói chung là tái sử dụng lại cái phần hồng xanh, tại vì chủ xe là trước đi bô xăng lửa rồi nên là tái sử dụng lại hồng xanh dưới lọc trụ. Rồi kia riêng cái phần đầu này thì mình ốp lên là so này, móc hút xé này, số bắp thì giữ lại, không có thay, tại số bắp ok. Rồi lòng trái xoáy lên thì rồi xuống phần bụng là thay phun hoạt đạn, rồi với thay tay. Thì cái phần đó thì nói chung là mình nhận hết cục máy này đâu đó là khoảng 8-9 triệu nha anh em. Thì phát sinh thêm móc cây bô này kia rồi thêm nữa thì nó khoảng 8 triệu, hơn 9 triệu. Thì giá mình thả giá đó là quá ok, quá hợp lý, tại vì
thay tay do Nome này kia rồi bật đạn rồi thay hầu như là toàn bộ luôn, sắp lại tạ này kia rồi, rồi nước mát nhớt nhau rồi mọi thứ nhiều lắm. Thấy là chứ xe này làm tới 5-6 ngày anh em. Rồi còn vô lại cặp cam, còn phục hồi cái đầu nữa, cái đầu bị lốp đó anh em, phục hồi cái đầu nữa rồi thay nắp chụp rồi mạ cây cam lại. Rồi chủ xe là lấy cây cam của tè bỏ vô thì mình chưa quay góc cam nữa, mình sẽ quay góc cam nữa. Đó, thì xe này làm rất là nhiều. Từ một chiếc xe nát là anh em biết là từ một chiếc xe lốp làm lên thì nó rơi vào khoảng là 8-9 triệu trong khoảng là bị xe nát á. Thì xe này không có nhớt mà chủ xe chạy bào kiểu gì á. Đó, thì mình nói là chủ xe này á là vô đồ chơi quá kinh khủng. Mình nói là không dám chạy luôn. Làm xe này chạy mạnh lên rồi cũng không chạy được. Thứ nhất là dàn chân quá yếu ớt. Như thứ hai là bánh mâm đồ chứ vỏ nó mòn cực kỳ rồi, thắng đồ nói chung là dàn ngồi hầu như là tợ lắm. Đó, thì cần thêm thời gian để fix lại dàn ngồi nữa nha anh em. Mới chạy ok được. Rồi về lại cái đồ zin hoặc là đồ chơi cao cấp xí là đi nó mới an toàn được. Còn anh em làm xe giảm mạnh nhưng chạy không được cũng không ý nghĩa gì. Rồi thì mình sẽ up clip này lên là vì làm xong cục máy. Còn mình sẽ chạy thử và quay góc cam nó như thế nào nữa nha. Anh em sẽ xem một clip sau thì có thể chia làm hai clip. Rồi ok anh em, bye bye anh em ha. Hẹn gặp anh em một clip khác. Thì anh em nào có nhu cầu sửa xe thì cứ ghé tiệm Thịnh 114 đường 11 phường Trường Thọ Thủ Đức nha. Ok anh em.